relax rồi đàn nè, ha. Như với cảnh nói ban đầu chụp CT luôn. Đây là một cái khách hàng nữ trẻ, khoảng 23 tới 24 tuổi, bệnh nhân đau bụng vùng chậu nhiều tháng nay rồi, đã từng được đi siêu âm và điều trị nhưng mà không giảm. Thì tới bệnh viện khám và qua cách lớp vi tính chụp CT bụng có cảnh quang thì có một cái nghi ngờ một cái tổn thương ở vùng hồi tràng và manh tràng. Thì qua nội soi đại tràng thì đã phát hiện khách hàng bị viêm loét hồi tràng và manh tràng. Thì bệnh viêm loét đại tràng thì cũng thường do rất là nhiều nguyên nhân, có thể là do vi khuẩn, do virus, bệnh những cái bệnh lý miễn dịch, hoặc là thậm chí có thể từ những cái tổn thương vùng hồi manh tràng do lao nữa. Vì thế qua nội soi giúp chúng ta phát hiện được các cái tổn thương, và qua nội soi thì chúng ta chẩn đoán được, xác định để mà đưa ra cái phương án điều trị cho nó phù hợp.